chị và trẻ con thì chị có tham gia. Các bạn đấy xem có thể là gần như cả ngày luôn đấy. Thời đại 4.0 nên là thường thường là ai cũng xem ạ. Anh ơi, làm ơn cha em nha. Tại sao anh lại nói sự với em như vậy? Anh ơi, làm ơn cha em nha. Nhưng mà nó cũng phản cảm thôi, bởi vì là trẻ nhỏ mà cái nhận thức của nó thì làm gì nó đã có. Chị hiểu được hết những cái giá trị của những cái video đấy. Nên là khi các bạn đấy học theo thì mình cảm thấy là nó không phù hợp với lại những cái bạn đấy. Nó ảnh hưởng đến suy nghĩ của trẻ em khác. Vâng ạ, thấy các em nhỏ của chúng ta rất là bé nhỏ dễ thương, nhét nhét theo những cái câu của người lớn, nhại nhại một chút, nó khiến chúng ta có thể bật cười một chút. Thế nhưng mà điều này có phải là thực sự vô hại không, chị Linh? Thực ra thì tôi nghĩ rằng là nếu mà xét về phía các em ấy, thì những em nhỏ như thế này khi mà các em nói các cái câu nhại theo tình cảm của người lớn, có khi chính các em cũng không hiểu là mình đang nói như thế nào. Và có thể chỉ thấy là có vẻ như nó thú vị, các em có thể tò mò thôi. Thế nhưng mà không biết được rằng là khi mà mình nhại theo những cái câu nói đấy, rồi mình cứ chạy theo những cái trào lưu, những cái vấn đề như thế, thì lâu dần nó sẽ ảnh hưởng tới cái sự phát triển tâm lý của mình. Và giống như bố mẹ mà chúng ta thấy đấy, thì lúc mà chúng ta nghe thấy là nhiều bố mẹ thấy sẽ ngay lập tức thấy dị ứng, đúng không ạ? Vâng. Muốn là con mình cách xa mạng xã hội, muốn là con mình không lại gần mạng xã hội. Nhưng mà chị Linh ạ, nhiều bố mẹ của chính cái em nhỏ ấy thì có khi không dị ứng đâu. Họ lại có cảm giác là rất tự hào khi con mình lại được nhiều người vào đấy để mà bình luận đó, và rồi là tạo ra sự tương tác ấy. Thì chị nghĩ thế nào về điều đó? Thực ra thì chúng ta nghĩ rằng là chắc là trẻ con bằng này tuổi thì không thể có mạng xã hội đâu. Thế nên là có khi là sử dụng mạng xã hội của bố mẹ. Vâng. Bố mẹ hoặc là bố mẹ lập cho tài khoản và ghi khai man số tuổi cũng nên ấy. Thế nên là đấy, có một loại bố mẹ thì sẽ thấy là tôi cách xa mạng xã hội, tôi tách con tôi ra mạng xã hội càng tốt. Nhưng có bố mẹ khác thì lại nghĩ rằng là nếu như mà con mình mà nổi bật này, rồi con mình có nhiều like, share, comment, nhiều thì có fan. Thể là nhiều fan vâng. Tức là có một cái sự ảo tưởng về việc là con mình sẽ nổi tiếng sớm. Kể cả cái việc mà cách ly con khỏi mạng xã hội cũng không được, bởi vì là đây là thời đại kỹ thuật số mà, con có quyền được tiếp cận với cả Internet khi mà phù hợp, với những cái nội dung phù hợp. Nhưng mà nếu như mà để cho con gọi là chủ quan quá, để cho con chơi mọi thứ ở trên mạng xã hội thì cũng sẽ có những cái tác động tiêu cực đến sự phát triển tâm lý, tâm sinh lý của trẻ. Trước hiện tượng mà trẻ em tham gia mạng xã hội ngày càng nhiều hơn và sớm hơn ấy, thì như vậy chị đã phân biệt tạm thời là hai đối tượng, những người bố mẹ tương đối cực đoan và cấm hẳn ấy, cấm giết luôn ấy. Cấm giết luôn. Thì chị cũng không ủng hộ, đúng không ạ? Đúng rồi. Chúng ta cũng phải điều chỉnh để làm sao cho trẻ em được tiếp cận với cái môi trường thực sự là của mạng xã hội như bây giờ. Còn thứ hai nữa là những bố mẹ mà thực sự là gọi là đồng lõa với xã hội, với những cái người mà thực sự là đang rất thích những cái trào lưu đu bám về sự nổi tiếng viển vông ở trên mạng, thì cũng phải tính toán lại. Thì chị cho một vài ý kiến về những bố mẹ đó nên làm gì? Thực ra thì tôi nghĩ rằng là cuộc sống của chúng ta thì phải cân bằng thôi. Đã. Không nên có cái gì mà nó khắt khe quá, đúng không ạ? Nhưng mà cũng không nên chủ quan quá. Thế nên là cái việc mà chúng ta sẽ cần phải cân bằng cũng như là có những cái hiểu biết khi mà sử dụng Internet là rất là quan trọng. Quay trở lại cái chiếc điện thoại mà tôi đã cầm đi đây, thì tôi nghĩ rằng là rất là quan trọng nếu như mà chúng ta tuy là coi là vật thiết thân, tuy coi là thế giới thu nhỏ, nhưng chúng ta sử dụng như thế nào là hiệu quả là quan trọng nhất. Hãy cân bằng cái thời gian, thời lượng mà chúng ta sử dụng Internet và sử dụng nó một cách gọi là thông minh, an toàn và có trách nhiệm. Tức là thông minh, đấy, chúng ta hãy biết được rằng là có những cái giới hạn ở đâu trong việc chúng ta sử dụng Internet. Chị Linh là một nhà nghiên cứu về các cái lĩnh vực về xã hội học. Vâng. Thì chị có cái tips, tức là những cái tư vấn gì cụ thể hơn nữa không ạ? Hơn là những cái điều mà chúng ta có thể vẫn nghe như thế rồi. Vâng. Chắc là bây giờ nếu mà bố mẹ cà phê sáng muốn nghe thì phải không được làm cái này, làm cái kia. Vâng. Vâng. Và chị có thể chỉnh lại một cái thói quen nào đó của bố mẹ. Vâng. Thực ra thì bố mẹ muốn con sử dụng Internet tốt thì phải làm gương thôi. Vâng. Bình thường đấy, nếu như mà chúng ta sử dụng Internet và chúng ta đi theo những cái trào lưu, thì hãy biết rằng là trào lưu nào thì nó phù hợp với cả người lớn. Còn trào lưu nào thì nó sẽ phù hợp với cả con trẻ. Cái việc mà chúng ta sử dụng Internet và phân tích, gọi là có tư duy logic một chút là lúc này là chúng ta nên sử dụng, và lúc này thì chúng ta thấy thông tin đấy nó không chính xác. Và cũng như là cả đồng cảm nữa, tức là thông tin này phù hợp với cả chúng ta nhưng lại không phù hợp với cả con em mình, thì nó sẽ giúp điều chỉnh những cái hành vi của chúng ta hàng ngày. Thực ra chỉ cần theo chúng tôi nghĩ là có mấy bước là think before you share, tức là chỉ cần dừng lại một chút đấy, suy nghĩ
trước khi mà chúng ta chia sẻ, hay là think before you do, tức là suy nghĩ trước khi chúng ta hành động, và chúng ta tạo sẽ tạo nên cái sự khác biệt trong mỗi cái hành động của hàng chắc ngày chắc chắn quyết định sẽ chín chắn hơn và chính thông xác. Minh hơn. Nhân chị nói đến trào lưu ấy, thì Lên cũng xin đưa cho chị một cái trào lưu mà nó còn nặng nề hơn cái trào lưu gọi là nhép theo những giọng nói tình cảm vừa rồi. Ấy ấy, chị có nghe thấy không? Quý vị khán giả chắc cũng đã thấy sởn gai ốc, nghe đến sởn gai ốc luôn. Đây, trên hình của chúng ta là một cái video điển hình cho cái trào lưu gọi dọa ma trẻ em. Bố mẹ chủ động làm cái việc này để xem là con mình nó có cái diễn biến hài hước như thế nào khi mà nó ở tình trạng gọi là cực kỳ lo sợ. Đấy, bị dọa ma. Thì đây hẳn nhiên là một sự cố ý của bố mẹ rồi. Chị Linh thấy sao? Tôi cũng cảm thấy là sợ, thì không biết là con em mình mà đang ở trong cái việc mà vừa nghe này, lại vừa thấy bố mẹ có cái phản ứng như thế này thì sẽ sợ hãi như thế nào. Có bố bảo ôi vui mà, cái gì đâu. Hay nữa là thôi cho con trai nó cứng cáp lên nó chút. Cứng cáp hơn là đúng không? Chị... Mấy cả đây lại là một trào lưu hot thì có thể là cha mẹ sẽ muốn là phải đu trend chứ, phải theo kịp chứ không thì chúng ta sẽ gọi là có cái hiệu ứng FOMO ấy, tức là cảm thấy là chúng ta bị bỏ lại. Nhưng thực ra thì có lẽ là tôi nghĩ rằng bố mẹ này hơi vô tư quá. Nghĩ rằng là nó chỉ cho vui thôi, nhưng không nghĩ rằng là những cái clip như vậy thì sẽ ảnh hưởng tới con trẻ của mình rất là nhiều. Nhiều bé sẽ cảm thấy sợ hãi, có thể bị ám ảnh tâm lý. Tôi cũng đã thấy những cái trường hợp mà các con mà đu theo trend này, sau đấy là các bạn thậm chí còn hơi hâm hấp sốt, rồi bỏ ăn, rồi đêm thì không ngủ được và sợ ma trong một thời gian dài. Vấn đề là sẽ không có một cái nghiên cứu nào công bố rõ ràng là sau khi tham gia cái trào lưu này thì trẻ em bị hệ lụy thế nào. Chính vì thế cho nên mọi người cứ chủ quan, cứ nghĩ rằng là có thể con mình thôi, con nhà người ta không sao đâu. Cho nên đôi khi chúng ta cứ buông xuôi. Thì chính cái việc này chúng tôi nghĩ rằng là chuyên mục chuyển chỉ lại một chút ngày hôm nay của Cà Phê Sáng mong muốn là bố mẹ sẽ nghĩ một chút trước khi chúng ta có bất cứ một cái hành động nào liên quan đến con trẻ mình hoặc đưa con trẻ mình tham gia vào những cái hoạt động ở trên mạng xã hội, quý vị nhé. Xin cảm ơn các bạn đã cùng quan tâm cùng chúng tôi và xin cảm ơn chị Linh đã cùng chia sẻ ngày hôm nay. Cảm ơn anh Lê.